Người đàn ông này chỉ với một cây bút chì đã có thể hóa ra thành công hơn 10 tỷ rúp, cho tới cả ngân hàng hay máy đếm tiền tiên tiến nhất cũng không thể phân biệt được đâu là đồ giả và đâu là đồ thật. Nhưng kỳ lạ là tờ tiền rúp đời mới cho dù có sao chép ra sao vẫn sẽ gặp lỗi vì hoa văn của nó được in cực sắc sảo, tới cả máy in còn không thể làm nổi mà sao anh ta có thể dùng tay mà vẽ được cơ chứ? Đơn giản thôi vì từ nhỏ anh ta đã là thiên tài hội họa, với thiên phú làm hàng giả thì tài vẽ tay của anh đúng là thượng thừa, cứ thế một bản thảo tiền giả được ra đời ngay lập tức. Trong một xã hội phân chia giai cấp rõ rệt từ hàng trăm năm như Ấn Độ thì người nghèo luôn bị chà đạp bóc lột sức lao động nặng nề, còn con quan thì sẽ lại làm quan. Sunny và Phairot cũng là hai cá nhân thuộc giai cấp lao động từ bé đã phải bươn trải kiếm cơm nuôi bản thân và nuôi dưỡng nhiều hoài bão lớn, vậy mà cuộc đời đẩy đưa hai thanh niên này vào con đường sản xuất tiền giả để nhanh chóng thoát khỏi khu ổ chuột. Dù không muốn tay mình nhúng chàm nhưng họ buộc phải làm để có thể trả hết khoản nợ khổng lồ cho người thân. Sunny từ bé đã có đam mê kinh doanh, trong khi những đứa trẻ tụ tập chơi đùa với nhau sau giờ tan trường thì Sunny cùng người bạn chí cốt Firoz xách báo nhà làm đi bán dọc đường, vừa để kiếm thêm thu nhập vừa giúp ông nội tiêu thụ số báo in dư. Tuy nhiên người ta mua báo không phải để đọc mà là để bọc đồ ăn hoặc lót dưới đất nằm ngủ hay cứ vứt bừa bãi xuống đường. Có khi hai đứa trẻ còn ngồi tính thử xem nếu mỗi ngày bán được 100 tờ báo thì bao lâu cả hai sẽ thành tỷ phú, nhưng đáng buồn thay kết quả là 110 năm hết và nụi nó một kiếp người. Ngoài ra Phairot rất mê học về máy móc của xưởng in, còn nam chính thì hứng thú với những bức họa của ông mình. Có lúc tình hình xưởng tin tột dốc thậm tệ nên cả nhân viên cùng chủ đều phải ăn bánh mì cầm cự qua ngày, thậm chí lúc tổ chức sinh nhật cho Sunny thì họ cũng dùng bánh mì thay thế bánh kem. Sunny khi lớn lên trở thành bậc thầy chuyên copy tranh của các họa sĩ nổi tiếng, hàng fake của anh đỉnh tới từng nét cọ không khác gì chính chủ vẽ ra. Bình thường thì họa sĩ sẽ chuyên về một mảng nhất định, có người chuyên vẽ phong cảnh hay chân dung tĩnh vật, còn một số thì theo đuổi hội họa hiện đại tranh dầu hoặc sơn nước. Nói về nam chính của chúng ta thì anh là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, cũng chính vì anh phải sao chép tất cả chúng. Đó là lý do tại sao ông khách này đến hỏi mua và ra giá 1.000 rúp, nhưng Sunny bảo rằng anh chỉ bán nếu ông chịu mua với giá gấp 6 lần vì sao chép giống thật cũng cần tài năng chứ đâu phải chuyện đùa. Sáng hôm sau Sunny tới xưởng in báo gian ti của ông nội để xem xét tình hình trong lúc ông đang vẽ tranh, biết cháu trai thừa hưởng khả năng hội họa từ mình nên người ông nhờ nam chính hoàn thành bức họa đang vẽ dở. Hai ông cháu đang đau đầu vì dạo này số lượng báo bán ra đã sụt giảm đáng kể khi người ta chỉ thích đọc báo mạng và lướt web mà thôi. Mấy ngày sau xưởng in ấn gian ti của ông nội nam chính bỗng nhiên dừng hoạt động vì quá nhiều chủ nợ đã gọi tới, trong khi những người nợ tiền ông thì chẳng thấy bóng dáng đâu để mà đòi. Người ông bất lực chẳng biết làm gì, chỉ tiếc cho những nhân viên phí cả đời để theo mình rồi bảo Firoz và Sunny tới gặp chủ nợ để xin gia hạn thêm. Cả đàn em bảo rằng bây giờ có gia hạn cả đời thì hai khứa chúng mày cũng không trả nổi số tiền đó, nhưng cũng vì nể mặt ông nội ngày xưa giúp đỡ nhà hắn mà cho họ thêm 1 tháng nữa. Tối hôm đó hai anh chàng về nhà lấy hết tiền tiết kiệm ra và định bán luôn cả xe để trả nợ cho ông nội, cơ mà sau khi vét sạch túi thì cũng chỉ thanh toán được 1/10 con số đó, đúng là chỉ còn cái nịt mà cái nịt này thì lại bị đứt. Vì có tài copy siêu Việt nên Sunny được người bạn giới thiệu cho ông chủ của một tiệm may hàng pha kem mang thương hiệu Ấn Độ. Đang đói ăn nên anh cũng suy nghĩ một hồi lâu, ấy vậy mà nam chính lại quyết định không vẽ những thiết kế rẻ tiền đó mà anh muốn vẽ tiền giả rồi in luôn cho máu. Tháng 11 năm 2016, tờ 500 và 1.000 rúp bị hủy bỏ và loạt tiền mới được ban hành với kỹ thuật in ấn tinh vi đến nỗi không máy in nào có thể copy được hình Gandhi ở chính giữa tờ tiền. Nghe thì có vẻ hoàn toàn bất khả thi nhưng đối với Sunny chỉ là chuyện nhỏ, bởi anh chỉ cần vài ngày để quan sát từng chi tiết của tờ tiền rồi ngồi mô phỏng lại một cách vô cùng tỉ mỉ. Phía cổ áo của Gandhi có một dòng mã chống hàng giả cũng được anh phát hiện, mỗi tờ tiền đều có hình in nổi đến thằng ngu cũng có thể nhìn vào đây mà phân biệt thật giả. Sau tầm 1 tháng thì Sunny đã hoàn thiện từng phần rồi dán chúng lại cùng nhau. Bước tiếp theo là tiến hành in ấn và Phairot là bậc thầy trong lĩnh vực này, còn cái gì không biết thì hỏi chị Google. Để in thì phải cần màu chủ đạo nhưng thứ này rất khó sản xuất nên họ quyết định làm nhái bằng một quy trình phức tạp bao gồm các bước như sau. Đầu tiên, Phairot bỏ bản vẽ vào máy in để quét rồi bỏ chúng vào khay gỗ có 100 viên bi để mài giũa nhiều lần với mục đích làm hoa văn của tờ tiền sẽ càng như thật hơn khi in ra. Sau đó họ phun một lớp chất hóa học lên ván nung và cho tiền vào hộp nung trước khi sử dụng dung dịch làm nguội, xong xuôi thì lau đi phần đáy tiền giả để lộ ra phần mực in ảo ma Canada. Thành phẩm đầu tiên đã xong, cả bỏ vào máy in để sản xuất với số lượng cực lớn. Tuy nhiên máy in đã quá cũ kỹ và mỗi lần chỉ có thể in một loại màu nên họ quyết định in xong một màu thì lấy rẻ lau làm sạch bằng nhuộm trước khi đổ màu khác vào. Tiếp theo Sunny sử dụng máy cắt công nghiệp để cắt bỏ phần giấy trắng dư ra của tờ tiền rồi cẩn thận nhét tem chống giả vào các khe. Công đoạn cuối cùng là làm nhàu những tờ tiền cho nát rồi thả vào khay chứa trà, sau đó phơi lên để chúng trông như tiền thật. Đúng hơn là làm nó thật cũ kỹ khiến kẻ bị lừa không biết được, cái gì mới quá cũng sẽ bị để ý mà. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Sunny và Phairot cầm thành phẩm của mình ra cửa hàng rượu mua thử một chai về ăn mừng. Thấy đông người, anh liền vào làm liều, nhưng ông chủ đã phát hiện ra tiền giả ngay lập tức, gã ta cho người đuổi theo hai thanh niên lừa đảo. Phairot suýt nữa bị hai thanh niên tóm được, nhưng may mà Sunny xuất hiện kịp lúc để giải nguy, rồi cả hai trốn trong một hẻm cụt đợi bọn người đó đi chỗ khác. Khi về nhà, Sunny bảo Phairot nhắm mắt lại và đoán xem trong 3 tờ tiền thì đâu là thật còn đâu là giả. Chàng trai vừa sờ khoảng 2 giây là phát hiện ra đâu là thành phẩm của mình, rồi nói rằng vấn đề nằm ở chất liệu giấy. Người ta nói thất bại là mẹ thành công nên Sunny vẫn kiên quyết theo phi vụ này tới cùng, nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ cách cải thiện tờ tiền giả của mình. Từ đó cả hai dành nhiều ngày trời để sờ tất cả các loại giấy ngoài thị trường để xem đâu mới là nguyên liệu phù hợp cho tờ tiền giả của mình, nhưng sờ đến mức ra tay bong hết cả da mà vẫn không được gì. Sáng hôm nọ, Sunny bất ngờ phát hiện một cuốn tạp chí có chất liệu giấy hệt như tờ tiền thật rồi bắt tay vào tẩy trắng. Họ dùng hai mặt ghép lại với nhau tạo thành tác phẩm hoàn chỉnh, nhưng vấn đề nữa là mực đổi màu. Cơ mà thứ này là nghề của Phairot, anh trộn sơn kim loại với mực thường để tạo ra hiệu ứng đổi màu, rồi quét lớp sơn mài lên tờ tiền làm cho nó có độ giòn rồi đem đi sấy khô. Tiếp theo, Sunny dẫn Phairot ra tiệm rượu cũ lần trước để thử lại, kết quả là họ đã đánh lừa được ông chủ khó tính. Cả hai sung sướng tột cùng, mắt thì trợn trắng trông không khác gì hai thằng chơi đá, nhưng cũng không trách được vì họ sắp đổi đời rồi. Nhiều ngày sau, cả hai đến gặp một tên tỷ phú để giao bán tiền giả của mình, cơ mà lão cáo già này rất khó thuyết phục. Sunny nảy ra ý dùng một tờ tiền thật đánh cháo qua lại với tờ tiền giả và đồ hắn phân biệt được. Sau một hồi săm soi hoa cả mắt, tên tỷ phú không tài nào biết đâu là giả và đâu là thật nên lập tức chốt điều 20 triệu tiền giả, deadline sẽ là trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên hắn bảo Phairot phải để lại cái túi chứa 1 triệu tiền giả xem như vật làm tin, biết thiệt thòi nhưng Sunny vẫn chấp nhận vì anh muốn thả con tép bắt con tôm. Chính vì tự dưng mất trắng công lao đầu tiên nên Phairot rất bực mình, anh chửi đồng đội một trận tơi bời vì sợ rằng không tìm đủ vật liệu để in ra số tiền số lớn đến thế. Không còn cách nào khác nên nam chính tới tòa soạn để nhờ ông chú làm lâu năm giúp mình thực hiện phi vụ này. Lúc đầu ông ta nhất mực từ chối và bảo rằng nếu ông nội phát hiện thì sẽ giết cả hai chú cháu. Sunny không nói gì mà chỉ dắt chú tới một nhà hàng rồi dùng tờ tiền giả đó thanh toán chi phí để kiểm chứng. Sau khi bồi bàn đưa lại tiền thừa mà không có chút nghi ngờ gì thì ông chú mới tin tưởng. Ông ta còn mách nước cho nam chính cần phải chuẩn bị những gì để có thể in 20 triệu rúp giả. Từ hôm đó, 3 người bọn họ mua thêm một cái máy in xịn sò để phục vụ cho phi vụ triệu đô, còn giấy in tiền thì rất khó săn được vì nó thuộc quyền quản lý của chính phủ. Sunny và Phairot đành liều một phen bằng cách thuê người đi ăn trộm giấy trong nhà máy, nhưng họ phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ vì chỉ cần sơ suất nhỏ thì cả đám bóc lịch như chơi. Sau khi đứng từ xa quan sát thấy đêm nay có rất nhiều bảo vệ tới canh gác thì Sunny cho gọi cả chục đàn em tới rượt mấy anh áo xanh chạy có cờ. Tưởng đâu trấn áp thành công nhưng ai dè một tên đã trốn thoát được khiến anh em của Sunny phải rượt theo và bỏ lại Phairot một mình với 5 tên bảo vệ. May mà Sunny cùng anh đầu xoăn quay trở lại kịp lúc để giải nguy, chứ nếu không anh chàng này đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Sau khi ổn định trật tự thì cả băng tiến hành gom nhiều giấy in nhất có thể rồi chất lên xe tải trở về xưởng in tiền. Thế là phi vụ hôi của diễn ra chót lọt và quy trình sản xuất tiền giả đã đi vào quy mô cực lớn, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của ông chú dày dặn kinh nghiệm. Từ đây công việc kinh doanh của Sunny cùng Phairot phất lên như diều gặp gió, như vậy mà cả hai không những có thể trả dứt nợ cả gốc lẫn lãi cho ông nội mà vẫn còn dư một xấp tiền lì xì cho chủ nợ. Khi có dư giả tiền bạc rồi thì Sunny mời cô bạn gái cũ tới nhà hàng sang trọng ăn tối rồi dành trả cho bữa ăn đó bằng tiền giả. Xui xẻo thay, một chuyên gia về phòng chống nạn buôn bán tiền giả tên là Megha cũng đến đây ăn tối. Ngay lập tức cô ta đã phát hiện ra những tờ tiền của Sunny, còn tin tức về vụ cướp công ty giấy cũng lên sóng truyền hình cả nước. Sau buổi tối định mệnh, Megha soạn báo cáo về vụ đó và trình lên cho đội trưởng Michael duyệt, nhưng ông ta bảo rằng mục tiêu duy nhất là tên Mansoor nên mấy đứa nhỏ lẻ bản thân không quan tâm. Chuyện là trước kia Michael từng chỉ huy đội cảnh sát phòng chống ma túy lên kế hoạch vây bắt tên trùm buôn tiền giả Mansoor. Họ đã theo dõi tên cáo giả này nhiều năm nên khi vừa nhận được tin tình báo rằng hắn đã về nước thì liền lập tức bao vây cả khu phố để truy bắt đối tượng. Bằng nghiệp vụ chuyên, môn đội trưởng Michael đã nhanh chóng bắt được tên lính canh rồi dẫn người của mình ập vào phòng tên Mansoor và bắt được tăng chứng vật chứng. Tuy nhiên khi vừa áp giải đám tội phạm ra đầu hẻm thì cảnh sát đã bị người của chúng phục kích bất ngờ. Thế là một trận đấu súng đầy kịch tính đã diễn ra giữa phố khiến rất nhiều đặc vụ cùng dân thường thiệt mạng. Trong lúc hai bên bắn nhau chí chóe thì đội trưởng Michael vẫn kiên trì bám theo tên Mansoor, nhưng cấp dưới của anh mới là người chặn đầu hắn. Trong lúc báo cáo tình hình thì người này đã mất cảnh giác để cho Mansoor dùng nón bảo hiểm đánh úp rồi bắn chết ngay lập tức. Sau cùng thì nhóm tội phạm đã tẩu thoát gần hết, còn bên phía cảnh sát thì lại mất đi một người đồng đội đáng quý. Quay trở lại với thực tại, Megha thấy không nhờ được sếp nên tự thân tới chỗ cảnh sát trưởng thuyết phục ông đi kiểm tra tất cả các máy in trong khu phố và họ đã đến xưởng in báo Zanti để thăm dò. Cảnh sát trưởng gọi điện yêu cầu ông chú của Sunny ra ngoài nói chuyện, còn bên trong hai anh chàng đang hoảng loạn tột độ. Họ cố gắng hết sức đem giấu hết đống giấy ít tiền đi nhưng lại quên kiểm tra giấy thừa trong thùng rác. Sunny phải liều mạng chạy ra đánh lạc hướng trước khi phải ăn cơ tù. Tuy nhiên anh chưa kịp lộ mặt thì may thay, đội trưởng Michael gọi Megha và ra lệnh cô ra khỏi đó ngay lập tức. Suýt nữa thì hai anh em chí cốt lẫn ông chú đã đi bóc lịch cả đời, dầu mới tới mà đi tù thì đen lắm. Ở trung tâm nghiên cứu và thẩm định tiền giả, họ đã cho ra đời ứng dụng có khả năng phát hiện tiền giả ngay trên thiết bị di động của người dùng. Nhờ nó mà rất nhiều người dân đã tố cáo vô số đường dây làm tiền giả khắp đất nước Ấn Độ. Điều này chứng tỏ dự án này đem lại lợi ích rất lớn cho cộng đồng, nên đội trưởng Michael của Megha quyết định đãi team của mình một chầu thật to, nhưng không ai biết những gánh nặng tinh thần mà ông phải chịu đựng suốt bao năm qua. Từ một chuyên gia đột kích hàng đầu Ấn Độ giờ lại bị chụp mũ thành kẻ giết người. Thay vì được thăng chức sau khi phá được đường dây của tên Bansal thì Michael đã bị giáng chức vì động chạm đến lợi ích của những gã xếp to có dính líu tới tên tội phạm đó. Sáng hôm sau, Sunny và Phairot lái xe chở tiến tới địa điểm giao hàng cho khách nhưng phải đi qua chốt kiểm tra an ninh. Cảnh sát yêu cầu hai người xuất trình giấy tờ và mở thùng xe để kiểm tra rồi phát hiện họ chở rượu anh lậu. Thế là hai sếp dắt Sunny cùng Phairot ra chỗ vắng bàn chuyện ăn chia. Họ chốt kèo là 6 chai rượu Tây kèm 30.000 rup thì mới thả người đi. Phairot vì nghĩ tới số tiền lớn nên khuyên bạn mình không nên cò cứ mất thời gian với mấy tên Pikachu thèm bánh mì này. Khi đến chỗ hẹn, hai bên trao đổi hàng rồi đánh nhanh rút gọn. Nhưng khi về tới nhà thì bão tố mới lại bắt đầu ập tới. Hai thanh niên đã bị ông nội phát hiện ra mọi chuyện và đuổi cổ thẳng ra ngoài. Đến sáng ngày hôm sau, nam chính hay tin người ông đáng kính của mình đã biến mất không một dấu vết nên anh cùng Phairot đến sở cảnh sát trình báo. Chuyện nguy cấp như vậy mà những gã cảnh sát vẫn bình chân như vậy khiến cho cả hai người không thể kìm nén được cơn giận. Họ luôn mồm mắng chửi xối xả tại đồn công an không ngừng nghỉ. Hậu quả là Phairot và Sunny bị chúng bắt tạm giam với những tên tội phạm cả đêm đó. May mà có ông chú đến bảo lãnh rồi nói hộ cho nên cảnh sát mới thả hai người ra ngoài. Cuối cùng thì Sunny cũng đã tìm lại được ông nội của mình và thay mặt Phairot xin lỗi ông vì những chuyện sai trái mình đã làm. Theo chẩn đoán của bác sĩ thì ông nội của nam chính bị sa sút trí tuệ khá nặng nên phải phẫu thuật. Sunny biết chính hành động làm tiền giả của anh đã gây nên hậu quả nghiêm trọng cho tâm lý của ông mình, có lẽ vì cú sốc tinh thần vì đứa cháu mà ông bị ra như thế này. Tên Mansoor lúc này cũng khá cay cú vì tiền giả không còn được tiêu thụ nhiều như trước, còn cảnh sát thì đang lục tung thành phố để truy vết hắn. Lúc này có một tên tay sai cầm tờ tiền giả của Sunny đến đưa cho Mansoor thử bỏ vào máy kiểm tra tân tiến nhất do Megha phát minh ra và kết quả là nó không thể phát hiện được. Vậy là tên trùm tội phạm cho người đến nhà bắt cóc Sunny và Phairot về xào huyệt của mình để tra khảo bí quyết làm tiền giả. Thấy nam chính có tài nên Mansoor định dụ dỗ anh đầu quân cho mình bằng những món đồ đắt tiền. Gã không biết rằng anh đã thể bỏ nghề từ lúc ông nội đổ bệnh rồi. Hắn bảo rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt nên dọa rằng sẽ đốt xưởng in của Sunny và cho người ám sát ông nội nam chính nếu anh không chấp nhận yêu cầu của mình. Trước cửa sinh tử của người thân, liệu rằng nam chính ta có nhúng chàm một lần nữa hay không? Số phận của Phairot sẽ ra sao thì chúng ta hãy cùng đón chờ phần tiếp theo.